tôi rất thích cái tự cường vì chỉ có tự cường là con đường duy nhất để chúng ta vươn lên để chúng ta có thể vượt qua mọi thách thức để chúng ta bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của đất nước thì cái tự cường là chúng ta phải dựa trên sức mình và kết hợp với sức mạnh của thế giới tự cường là cái vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp và cái con đường đó là chúng ta phải biến các doanh nghiệp là thành những tổ chức học hành nâng cao cái cái năng lực về quản lý, nâng cao cái năng lực về công nghệ và nâng cao cái sức cạnh tranh của mình. Thì đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Thứ hai là doanh nghiệp trẻ cũng cần nâng cao cái vai trò xã hội của đất nước tức là chúng ta bảo vệ môi trường thế nào, chúng ta uh, công các công tác thiện nguyện ra sao, chúng ta có trách nhiệm với người dân những cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào, chúng ta tạo con việc làm ra sao, chúng ta tạo thu nhập lớn bao nhiêu, chúng ta nộp thuế như thế nào là những cái vấn đề mà doanh nghiệp trẻ cũng nên rất rất quan tâm và có những cái ghi nhận các thành tựu đó của các doanh nghiệp Việt Nam.